Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh tin tức của Sóng TV. Kính thưa quý khán thính giả, mới đây nhất, Hải quân Mỹ gấp rút đưa tàu sân bay US Ronald Reagan quay trở lại Biển Đông sau những hành động lộng quyền của Trung Quốc. Quý vị thân mến, gần đây, Trung Quốc luôn có những hành động bất thường thoắt ẩn thoắt hiện tại Biển Đông, khiến dư luận vô cùng xôn xao. Đặc biệt nhất là hành động lộng quyền khi hạm đội Nam Hải Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế, điều máy bay vận tải Y-20 tới các đá Vành Khan Subi và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo tờ South China Morning Post, trích dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết, nhóm tàu sân bay US Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông để tiến hành các hoạt động diễn tập, tấn công hàng hải, chống tàu ngầm và huấn luyện chiến thuật ở Biển Đông. Sau Úc, Anh và bây giờ là Mỹ đã quay trở lại Biển Đông lần thứ hai, cho thấy những động thái quyết liệt của các cường quốc lớn trên thế giới muốn kết hợp với Việt Nam để tạo thành thế cộng kìm bao vây Trung Quốc trên Biển Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã quay trở lại Biển Đông trong lúc Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển này, theo thông báo được đăng tải trên website của Hải quân Mỹ. Vượt qua nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã quay trở lại Biển Đông sau khi hoàn tất các hoạt động hải quân ở Trung Đông. Trong thời gian hiện diện ở Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến hành các hoạt động tập trận tấn công trên biển chống tàu ngầm. Đây là động thái mới nhất của tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông diễn ra khi căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Cả Trung Quốc và Mỹ cũng như các đồng minh của Washington, bao gồm Anh, Pháp, Đức, đều tăng sự hiện diện hải quân trong khu vực này. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, trong thời gian ở Biển Đông, nhóm tàu sẽ tiến hành nhiều hoạt động an ninh hàng hải. Hải quân Mỹ cho hay, nhóm tàu tác chiến đảm bảo duy trì các cam kết về an ninh của Washington đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Thông báo nhấn mạnh, việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông là rất quan trọng, với gần 1/3 giá trị thương mại hàng hóa trên thế giới, tương đương với gần 3,5 nghìn tỷ đô khi đi qua vùng biển này mỗi năm. Trong khi đó, chuẩn đô đốc chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cho hay, Biển Đông có vai trò quan trọng đối với dòng chảy thương mại tự do, giúp phát triển kinh tế của các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật pháp. Theo Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay US Ronald Reagan tiến hành các hoạt động bay, diễn tập tấn công hàng hải, chống tàu ngầm và huấn luyện chiến thuật ở Biển Đông. Chỉ huy tàu sân bay US Ronald Reagan nêu rõ trong các thông báo khi tiếp tục thực hiện sứ mệnh ở Biển Đông, chúng tôi vẫn sẽ luôn cảnh giác và sẵn sàng đáp lời khi được gọi. Được biết, đây là lần thứ hai nhóm tác chiến tàu sân bay US Ronald Reagan tới Biển Đông trong năm nay. Vào hồi tháng 8, thì nhóm tàu tác chiến đã tiến hành tập trận với nhóm tàu tác chiến tàu sân bay US Limit nhằm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Gần đây, Trung Quốc luôn có những hành động bất thường thoắt ẩn thoắt hiện tại Biển Đông, khiến dư luận vô cùng xôn xao. Đặc biệt nhất là hành động lạm quyền đã bị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khi hạm đội Nam Hải Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế, điều máy bay vận tải Y-20 tới các bãi đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập thuộc hòn đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoạt động này của Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật quốc tế, trái với thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển ở Việt Nam. Trung Quốc đã gia tăng quân sự hóa, đi ngược lại tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như những nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC hiện nay. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển, đóng góp thiết thực, tích cực và có trách nhiệm về việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, cũng như Anh, Úc, Mỹ và các đồng minh đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tới Biển Đông, trong một nỗ lực nhằm thách thức yếu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực khi Mỹ đưa hai tàu chiến quay trở lại. Như vậy, chính quyền Bắc Kinh đã có những động thái kịch liệt phản đối và lên án gay gắt, cũng bởi vì Trung Quốc rất lo sợ sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Biển Đông. Hơn nữa, những quân đội này còn muốn hợp tác với Việt Nam,
quốc gia duy nhất mà Trung Quốc không thể thuyết phục nổi trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào tàu sân bay hải quân Mỹ lần thứ hai trong năm nay quay trở lại Biển Đông hiện đại tối tân như thế nào mà khiến Trung Quốc phải lo sợ đến như vậy. Các nhóm tàu tác chiến, tàu sân bay được hải quân Mỹ thành lập như một nền tảng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và số lượng. Chủng loại tàu được biên chế và nhóm thay đổi tùy theo yêu sách của tình hình. Giống như các tàu sân bay khác của Mỹ, tàu sân bay US Ronald Reagan đóng vai trò như một căn cứ quân sự di động có thể chở hàng nghìn binh sĩ, hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu và các loại vũ khí khác. Đây là hạm đội tiên phong lớn nhất của Mỹ, sở hữu từ 60 đến 70 tàu chiến, 300 máy bay, gồm 40.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến. Tàu sân bay US Ronald Reagan có nhóm tàu tác chiến cùng khoảng 80 máy bay và gần 8.000 thủy thủ binh sĩ được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bao gồm máy bay hàng không điện tử EA-18G, tuần dương hạm US Benton Hill GT-52.5, khu trục US Tucson DDT-59, US Berhammer DDT. Ngoài 6 tàu hộ tống US Ronald Reagan còn có phi đội hùng hậu với 44 chiếc chiến đấu cơ FA-18EF, 5 máy bay tấn công điện tử EA-18G, 4 máy bay cảnh báo sớm E-2C, E-2D, 2 máy bay vận tải C-2A và 19 trực thăng đa nhiệm. US Ronald Reagan là tàu sân bay tiền phương duy nhất của Mỹ ở châu Á, được điều động ở vùng biển ngoài khơi Afghanistan vào đầu mùa hè khi Mỹ tập trung cho nỗ lực rút binh sĩ khỏi Afghanistan. Việc Hải quân Mỹ tăng tốc triển khai chiến đấu thực tế làm cho Trung Quốc lo lắng và cho rằng hành động này của Mỹ làm trầm trọng thêm tình hình an ninh khu vực. Trước đó, lần đầu tiên nhóm tàu sân bay Mỹ US Ronald Reagan tiến vào Biển Đông là ngày 14 tháng 6 năm 2021. Nhóm tác chiến tàu sân bay US Ronald Reagan tiến hành các chiến dịch liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó có tập trận và tác chiến, huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị. Đây là một trong những chiến lược hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã triển khai tàu khu trục tên lửa hành trình US DDT-54 để hoạt động trên biển cùng tàu khu trục lớp OSAT của Hải quân Hoàng gia Úc từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6. Hải quân Mỹ nhấn mạnh, đây là một minh chứng cho thấy cam kết của họ trong việc hợp tác với những đồng minh, đối tác có cùng chí hướng để duy trì trật tự quốc tế trên Biển Đông. Biển Đông có vai trò quan trọng đối với dòng chảy thương mại tự do, giúp phát triển kinh tế của các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật pháp. Chuẩn đô đốc chỉ huy nhóm tàu tác chiến sân bay US Ronald Reagan tuyên bố nhóm tàu sân bay US Ronald Reagan tới Biển Đông chưa đầy một tháng sau khi Mỹ lên kế hoạch rút con tàu sân bay tiền phương duy nhất được bố trí ở châu Á tới hoạt động ở Trung Đông trong 4 tháng. Dường như không chỉ liên minh của Anh, Mỹ, Úc là quan tâm tới chiến dịch trên Biển Đông, mà một cường quốc hùng mạnh bậc nhất tại châu Âu cũng không thể làm ngơ trước những động thái này. Kính thưa quý khán thính giả, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến hiện tại diễn ra trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV nơi đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.